Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh CryptoCoin. Trong video hôm nay mình xin hướng dẫn anh em tham gia sự kiện Testnet đến từ dự án MyEmBay. Về trên trang Twitter của dự án này đã đạt là khoảng 5.000 lượt follower. Và anh em cũng có thể thấy rằng là Firestorm Universe để follow dự án này. Về những dự án Testnet như thế này thì mình khuyến khích anh em nên tham gia đầy đủ. Rồi, và nếu anh em nào chưa tham gia nhóm CryptoCoin Channel trên Telegram thì anh em hãy tham gia vào để cập nhật đầy đủ về sớm nhất những dự án mà mình không chia sẻ trong kênh. Ngoài ra những dự án nào mà đã phân phối đồng coin về ví thì mình xin thông báo cho anh em biết trong nhóm Telegram. Hãy lên những đồng coin nào chuẩn bị list ra trong khi mình làm airdrop, mình xin thông báo cho anh em biết. Rồi, tiếp theo, về tham gia vào sự kiện Testnet đến từ dự án MyEmBay, anh em phải sử dụng cho mình đó là ví MetaMask hoặc là ví token Pocket. Về dự án này sẽ chạy trên mạng đó là mạng Phantom. Tiếp theo anh em tiến hành tham gia Discord để cập nhật đầy đủ thông tin của dự án này. Rồi sau khi tiếp theo là anh em tiến hành tích hợp mạng Phantom vào ví MetaMask của mình. Anh em tiến hành đăng nhập vào chainlist.org, sau đó anh em tiến hành reset mạng Phantom Testnet. Rồi sau đó anh em tiến hành connect địa chỉ ví và tích hợp vào ví MetaMask. Rồi connect. Rồi tiến hành tích hợp. Rồi sau khi tích hợp thì anh em sẽ thấy được mạng Phantom Testnet trên ví MetaMask. Tiếp theo anh em tiến hành focus cái đồng Phantom để làm phí gas giao dịch. Rồi anh em click vào link focus, rồi copy địa chỉ ví. Rồi giả mạo captcha. Rồi tiếp theo tiến hành forget. Sau khi forget thì anh em sẽ nhận được lên 5 đồng Storm Testnet. Tiếp theo anh em click vào link Testnet để tiến hành làm các nhiệm vụ. Rồi connect địa chỉ ví MetaMask. Rồi tiếp theo là tiến hành là nhiệm vụ đầu tiên là anh em tiến hành collect 30 đồng năng lượng này. Anh em tiến hành về 1 gram. Rồi. Robot. Là một robot có Cosmos thì anh em tiến hành vào một view. Select the view. Rồi, hiện tại cái mục này đang gặp lỗi. Nó sẽ không hiển thị cho anh em thấy được. Nếu anh em gặp lỗi này thì anh em hãy chụp màn hình lại. Rồi anh em tiến hành báo cáo lỗi trong nhóm Discord.
nên tiến hành về một boss và reboss trong nhóm Discord. Rồi mình sẽ copy một dòng lời này, rồi tiến hành gửi ảnh về bé cá lỗi. Cũng có rất nhiều trường hợp thấy nên qua thời thấy là bạn này cũng để gặp vấn đề giống như mình. Rồi mình sẽ bật kém. Rồi sau đó anh em đến kiếm theo địa chỉ ví. Địa chỉ ví mà mình để thêm về sự kiện tennis. Rồi tiếp theo anh em tại một gate test thì anh em tiến hành approve cái đồng CSC. Rồi tiếp theo anh em phải về một market. Rồi tại mục này anh em tiến hành đúc hai cái mẹ thông báo này. Và để đúc được thì anh em bắt buộc anh em phải claim cái đồng năng lượng này. Vì mỗi lần đúc thì anh em sẽ tốn 10 năng lượng. Rồi tiếp theo anh em về một reward. Tại mục này anh em tiến hành forget cái đồng CSC về ví của mình. Rồi anh em tới một cái market. Đây ạ. Rồi anh em tiến hành update cho một GDS. Về trước khi update thì anh em phải lên reward phần thưởng này. Rồi rồi inventory. Rồi mình sẽ bật cái lỗ này tiếp theo. Rồi nhiệm vụ chỉ có như được nhiêu đó. Rồi vậy thì mình để hướng dẫn anh em xong là tham gia sự kiện tennis đến từ dự án My Empire. Trước khi kết thúc video tại đây, nếu anh em nào mà thấy cảm thấy video này hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn em.